Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày mới làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Nhiều quý anh chị và các bạn cũng đã biết, kênh Tâm Linh 365 là kênh chuyên đăng tải về nội dung tử vi của 12 con giáp, trong đó có tử vi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngoài ra còn có nội dung về phong thủy, tướng số và tâm linh. Ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày, ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem trong ngày mới này, con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối diện với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết cho ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch, âm lịch là ngày 4 tháng 4 năm 2024. Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn, tiết khí lập hạ. Giờ hoàng đạo trong ngày, Đinh Sửu từ 1 đến 3 giờ ngọc đường, Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ tư mệnh, Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thanh long, Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ minh đường, Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ kim quỹ, Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ bảo quang, giờ hắc đạo, Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ bạch hổ, Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thiên lao, Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ nguyên vũ, Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ câu trận, Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thiên hình, Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ chu tước, ngũ hành niên mệnh sơn dầu hỏa, ngày Ất Hợi tức chi sinh can là ngày cát, nạp âm sơn đầu hỏa kệ tuổi Kỷ Tỵ và Tân Tỵ, ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa, ngày Hợi lục hợp dần tam hợp mão và mùi thành mộc cục, dùng Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực phá nên chữa bệnh, phá rỡ nhà đồ vật. Tuổi xung ngày là Quý Tỵ, Tân Tỵ và Tân Hợi. Tuổi xung tháng là Tân Hợi và Đinh Hợi. Về sau tốt, Nguyệt Đức hợp tốt mọi việc, kỵ tố tụng, địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, kim đường hoàng đạo tốt mọi việc. Về sau xấu, theo Ngọc Hạp thông thư, Nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa, thần cách kỵ tế tự, vãng vong kỵ xuất hành, cưới hỏi cầu tài lộc, khởi công động thổ. Ngày kỵ ngày 11 tháng 5 là ngày vãng vong, hướng xuất hành hỷ thần là hướng tây bắc, tài thần là hướng đông nam, hắc thần xấu nên tránh là hướng tây. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao nữ ngũ hành thổ, động vật bức hay còn gọi là con rơi, nữ thủ bức cảnh đan xấu, tướng tinh con rơi chủ trị ngày thứ bảy, nên làm kết màn may áo, kiêng cữ khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là chỗ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo. Ngoại lệ sao nữ gặp ngày Hợi, Mão, Mùi đều gọi là đường cùng. Ngày Quý Hợi cùng cực đúng mức vì là ngày chót của 60 hoa giáp. Ngày Hợi tuy sao nữ đăng viên song cũng không nên tiến hành làm việc gì. Ngày Mão là phục đoạn giáp, rất kỵ chôn cất, xuất hành thừa kế sự nghiệp, chia gia tài khởi công làm lò nhuộm, lò gốm, nhưng nên xây tường lấp hang lỗ, làm cầu tiêu các dứt điều hung hại. Nhân thần, ngày 11 tháng 5 dương lịch là ngày Can Ất. Ngày Can Ất không trị bệnh ở hầu, ngày mùng 4 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ xương minh đại tràng, tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, giờ đại an tốt từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành, muốn cầu tài đi hướng tây nam. Giờ tốc hỷ tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ, xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến.
giờ lưu niên xấu từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ, nghiệp khó thành cầu tài mờ mịt kiện cáo nên hoãn lại. Giờ xích khẩu xấu từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không may. Giờ tiểu cát tốt từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ, rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Giờ không phong tuyệt lộ xấu từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ, đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này mọi chuyện đều không may. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thuần dương tốt, xuất hành tốt, lúc về đều tốt, nhiều thuận lợi, được người giúp đỡ, cầu tài như ý muốn, tranh luận đều thắng lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là tổng quan tử vi trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Sau đây mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết của 12 con giáp trong ngày mới này. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch của con giáp Tuổi Tý, can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Tý Thủy. Tiếp nối tử vi trong ngày 10 tháng 5, hôm nay thiên ấn chiếu mệnh đem lại sự chắc chắn và uy tín cho Tuổi Tý trong công việc. Con giáp này làm gì cũng rất chắc chắn và không thích sự chậm trễ, nội tâm không thẹn thì không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Hành vi chính trực thì không sợ có người hãm hại nói xấu mình ở phía sau. Tam hội cũng đem tới sự dồi dào về của cải tiền bạc cho Tuổi Tý ngày hôm nay. Tiền nong là vấn đề bạn quan tâm và cẩn thận nhất trong thời gian này nên rất ít xảy ra sai sót về mặt tiền bạc. Nhiều người còn gặp may mắn trong những chuyện như buôn bán đất đai, thỉnh bàn thờ cầu tài lộc cho cửa hàng doanh nghiệp. Chuyện tình cảm như ý do con giáp này biết nhẫn nhịn và cảm thông với những người xung quanh. Đời rất dở nhưng bạn rất niềm nở, bạn rất cởi mở trong việc nuôi dạy con cái nên dễ tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia cùng con. Theo dõi tử vi của từng con giáp Tuổi Tý cho thấy, đối với người tuổi Giáp Tý mệnh kim, bạn nên chấp nhận rằng không phải lúc nào chuyện cũng theo ý mình. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy nói một đằng, làm một nẻo, đầu óc cứ như người trên mây. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nhiều người không thành thật với bạn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, áp lực đến từ phía người thân mang tới. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, công việc dạo gần đây có tiến triển hơn một chút. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 4588, màu sắc cát tường là xanh dương và đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Thân, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp Tuổi Sửu trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Sửu Thổ. Tam hội giúp đỡ Tuổi Sửu rất nhiều trong công việc. Hôm nay có lợi cho những bạn làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, giao dịch mua bán nhà cửa đất đai hoặc là hợp tác làm ăn. Một số người còn nhận được tin vui bất ngờ trong công việc vào buổi sáng. Thiên tài trợ vận nên túi tiền của đương số cũng khá rủng rỉnh, dù không hốt về bộn tiền như những người khác nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, việc chi tiêu hàng ngày nên Tuổi Sửu an phận thủ thường. Những ai có cơ may nhận thêm nghề tay trái kiếm tiền tiêu vặt sẽ được thần tài hỗ trợ hết mình trong thời gian tới. Sửu có yêu thương trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ, như vậy bạn sẽ nhận được niềm vui trong thời gian này. Theo dõi tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, tính tình thẳng thắn nên không được lòng nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, cần phải xem lại thời gian cho công việc và gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, đôi khi bạn cũng nên song sinh một chút trong chuyện tiền nong. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, làm gì cũng nên chừa cho bản thân một đường lui. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, không thích bị người khác hối thúc khi sắp làm một việc nào đó. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 3844, màu sắc cát tường là tím và vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Dần Mộc. Kiếp tài lâm vận cho rằng tuổi Dần gần đây bị mất tập trung trong công việc, dễ mắc sai sót nhỏ do tâm trạng bất ổn, sức khỏe xuống dốc. Nhiều người bận tối mặt nhưng công việc vẫn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc, nghỉ ngơi vô thời hạn nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. May mắn gặp được nhị hợp trợ vận nên tiền bạc vẫn phát triển. Bạn ăn nên làm ra có quý nhân tương trợ. Trong những lúc khó khăn, vợ chồng trẻ biết cùng nhau gom góp tiền, lo vun vén cho gia đình nhỏ. Thời gian tới gia đình bạn có thêm tin vui tiền bạc mới tìm đến. Chuyện tình cảm hòa hợp, tuổi Dần và người ấy luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cho nhau nghe. Mối quan hệ ngày càng được thắt chặt, sức khỏe của bạn đang dần ổn định hơn trước rất nhiều, không có gì đáng lo ngại. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Dần cho thấy, đối với người tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, bạn hay bị suy nghĩ nhiều vì lời nói của người khác. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, bạn đang hoài nghi và phủ nhận chính mình, điều này thật sự cực kỳ tồi tệ. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, nhiều may mắn trong vấn đề con cái, công việc. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, nên nghe lời người thân khuyên bảo trong những việc quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, bạn không ổn nhưng vẫn luôn tỏ ra là mình rất ổn. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 50, 66, màu sắc cát tường là xanh lá và vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Mão Mộc. Trong ngày tỷ kiên ngáng trở, tuổi Mão rất chật vật trong công việc, bạn có thể gặp phải một vài rắc rối trong công việc, bị tiểu nhân hãm hại hoặc bị cấp trên khiển trách chèn ép. Mão cũng nên tránh đầu tư làm ăn lớn hoặc là kiện tụng coi chừng bị gài bẫy không thoát ra được. May mắn là tam hợp che chở nên đường tài lộc của đương số vẫn vượng phát, bạn vô cùng cẩn thận trong các quyết định liên quan tới tiền bạc, tránh được việc bị rắc mũi gây thất thoát về tiền bạc. Tuổi Mão là con giáp chăm chỉ, chịu khó nên cũng hay được trời thương trao cho cơ hội làm ăn buôn bán kiếm tiền túc tắc qua ngày. Đường tình cảm êm xuôi, bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người ấy một cách thoải mái. Nay nhiều bạn tỏ tình thành công, được phụ huynh của người ấy quý mến và ủng hộ. Những cặp đôi mới cưới sẽ có khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào bên nhau. Theo dõi tử vi của từng con giáp cho thấy, đối với người tuổi Ất Mão mệnh Thủy, ngày tốt cho những người làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, bạn may mắn gặp được nhiều niềm vui đến từ những việc nhỏ của cuộc sống. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, bạn quá cố chấp trong chuyện tình cảm, toàn tự làm khổ mình. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, cách để bản thân luôn giữ được thái độ vui vẻ chính là tránh xa những người không cần thiết. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, gặp được quý nhân giúp đỡ trong những lúc bế tắc và cùng cực. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 39, 77, màu sắc các tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mùi, giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão luôn gặp nhiều may mắn, hành thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Thìn Thổ. Công việc vào ngày thứ bảy diễn ra khá suôn sẻ, bạn luôn được những người xung quanh giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, đặc biệt với những người đang có mục tiêu thăng tiến lên làm nhân viên chính thức, làm lãnh đạo thì nay là thời cơ tốt để bạn thể hiện khả năng của mình. Chính tài tương trợ nên tuổi Thìn có thể tự tin vào vận may tiền bạc của bản thân trong ngày này. Tài vận không có gì phải lo lắng, có những tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đang đi đúng hướng.
tuổi Thìn độc lập trong suy nghĩ, ăn nói cũng khéo léo, nhờ vậy nên buôn bán cũng dễ được khách ủng hộ hơn người khác. Nhưng ngũ hành thủy thổ bất dung nhắc nhở con giáp này nên chăm sóc sức khỏe của bản thân kỹ hơn, coi chừng bị thú dữ tấn công hoặc bị thương do ngã xe, vật sắc nhọn. Các bạn trẻ yêu đương cũng phải tỉnh táo để không bị người khác thao túng tâm lý. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Thìn cho thấy, đối với người tuổi giáp Thìn mệnh hỏa, nỗi buồn là một phần của cuộc sống. Khi bạn biết cách chấp nhận nó, bạn sẽ cảm thấy ổn. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, nếu chịu lắng nghe lời góp ý thì trong hoàn cảnh nào cũng có cơ hội học hỏi và mở mang. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, người khiêm tốn thì không phải tranh đấu hơn thua, biết tích phước ắt sẽ được đủ đầy. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, tình cảm không nên đặt nặng chuyện được mất. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, làm ăn hợp tác với bất cứ ai. Nếu có tâm niệm biết ơn thì mới thuận lợi. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 09-20, màu sắc cát tường là vàng, nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Tý. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi ất hợi, thiên can ất mộc, địa chi hợi thủy và mệnh chủ Tỵ hỏa. Thương quan ám hại khiến tuổi Tỵ mệt mỏi trong công việc, không có hứng đi làm. Nhiều người giỏi giang là con giáp được cấp trên tin tưởng, nhưng cũng bị lắm kẻ làm cùng cơ quan ghen ăn tức ở cản trở, đặt điều nói xấu sau lưng, tuổi Tỵ cũng gặp khó khăn nếu hôm nay đi xin việc hoặc nhận nhiệm vụ mới. Theo dõi tử vi hàng ngày cho thấy, do có tương xung, lâm vận, nhắc tuổi Tỵ nên cẩn thận hơn khi giao dịch mua bán, làm lại sổ sách giấy tờ coi chừng nhầm lẫn, tiền mất tật mang, tốn thời gian, không được việc gì. Những ai có người thân lớn tuổi, già cả, thì ở nhà nên nhắc nhở người thân cẩn thận với chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Chuyện tình cảm có chút trục trặc, cả hai dễ bị hiểu lầm lẫn nhau do không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Sức khỏe không ổn, dễ ốm vặt, con giáp này cần ăn ngủ điều độ hơn. Bạn nào đau dạ dày thì phải bớt suy nghĩ căng thẳng và kiêng khem kỹ lưỡng, coi chừng bệnh nặng thêm. Theo dõi tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, nhiều người sống vô tâm, không biết đền đáp lại ân nghĩa của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, phải cân nhắc thật kỹ trước khi nghe bất cứ thông tin nào từ miệng người khác nói ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, công việc dễ có trục trặc, phải làm đi làm lại vài lần. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, những gì đang đến luôn tốt hơn những gì đã mất, đừng suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, hôm nay tính cách của bạn thất thường hơn mọi ngày, dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 50-87, màu sắc cát tường là đỏ và cam, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Dậu, giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi ất hợi, thiên can ất mộc, địa chi hợi thủy và mệnh chủ Ngọ hỏa. Đường sự nghiệp của tuổi Ngọ ở mức trung bình, bạn không có chính kiến của riêng mình, phụ thuộc khá nhiều vào người khác. May mắn là phước của tuổi Ngọ khá lớn nên vẫn được ơn trên che chở, giúp bạn tránh được nhiều tai họa lớn và không bị cản trở bởi tiểu nhân trong ngày này. Tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ có thực thần soi chiếu, do khéo vun vén, song lại có đầu óc kinh doanh nên tuổi Ngọ có tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Nhiều người còn có cơ may trúng số hoặc kiếm được tiền nhờ tài lẻ của bản thân. Ngũ hành thủy hỏa bất dung nhắc nhở các bạn tuổi Ngọ nên để ý lý trí điều khiển trong chuyện yêu đương để không lụy tình, mù quáng vì những người không xứng đáng. Các cặp vợ chồng nên bớt lôi chuyện cũ ra dằn vặt nhau, vừa gây đau khổ cho cả hai vừa ảnh hưởng tới con cái. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, không nên tự đổ lỗi cho bản thân vì các sai lầm đã làm ở đời, không có ai là chưa từng mắc sai lầm cả. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, bạn nên cứng rắn hơn trong những việc liên quan tới đất đai và tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, sự cố gắng của bạn chưa được đền đáp thỏa đáng. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, nếu bạn bè nhờ giúp đỡ mà giúp được thì cứ giúp, chắc
chắc chắn sau này bạn sẽ không thiệt thòi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc nên đặt công việc học hành lên trên tình yêu. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 4784, màu sắc cát tường là hồng và cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Dần, giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Mùi Thổ. Nhờ có tam hợp trợ vận, người tuổi Mùi chăm chỉ số 1, không ngại khó ngại khổ nên nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuổi Mùi vốn là con giáp lạc quan, sống vô tư nên lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản, làm việc gì cũng thông, công việc cũng không khiến cho bạn nặng đầu quá. Thiên tài đem cơ hội kiếm tiền cho tuổi Mùi từ những việc liên quan tới đất đai, mua bán, ký hợp đồng nên hãy tận dụng cơ hội này để bỏ tiền vào túi. Nên đầu tư thì đầu tư, nên giữ gìn thì giữ gìn, đừng thấy ai nói gì hay cũng gật đầu mà không xác định rõ trước sau. Mở rộng quan hệ, chịu khó gặp gỡ người này, người kia khiến cho bạn mạnh dạn hơn, tự tin hơn hẳn so với thời gian trước đây. Bạn ứng xử khéo léo và đúng mực trong bất cứ tình huống nào, ai cũng phải nể phong cách ngoại giao của bạn trong ngày này. Theo dõi tử vi tuổi Ất Mùi mệnh kim, bạn được nhiều người khen ngợi vì tính cách thơm thảo dễ gần. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, đôi khi cứ bảo thủ một chút lại tốt, nhiều người góp ý cho bạn với mục đích xấu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, công việc thuận lợi, nhanh nhẹn và hoạt bát trong mọi vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh thổ, bạn sẽ cảm thấy tự hào vì những gì bản thân làm trong ngày này. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh mộc, chuyện rắc rối liên quan tới học hành, tiền bạc sẽ biến mất dần. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 4366, màu sắc cát tường là trắng và vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Thân Kim. Chính quan soi sáng nên tuổi Thân có thể tự tin vào độ may mắn của mình trong những việc thi cử, xin việc, nhập trạch hoặc mua bán trong ngày này. Người nào có ý định thăng chức hoặc đổi chỗ làm thì cứ làm theo ý mình, không nghe người ngoài góp ý linh tinh, ắt sẽ được như mong muốn. Tương hại nhắc nhở tuổi Thân thời gian tới nên hạn chế cho vay mượn tiền bạc, chi tiêu mua sắm cẩn thận, không mượn xe của người khác coi chừng gặp rắc rối. Các bạn nên cố gắng tiết kiệm một khoản nhỏ để đề phòng lúc ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, sức khỏe của tuổi Thân cũng đang suy giảm nhiều nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc khoa học. Bạn cũng bướng bỉnh không thua kém ai, nhất nhất chỉ muốn mọi sự theo ý mình mà không quan tâm tới cảm xúc của người thân thiết. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh thủy, sống thiện lương, từ bi thì không cần chùa miếu nào có thể gặp may. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh hỏa, bạn thấy mình nóng nảy, dễ mất kiên nhẫn hơn mọi ngày. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh thổ, coi chừng bị bạn bè dụ dỗ vào những việc vô bổ. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh mộc, cải thiện được các mối quan hệ, giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Tử vi trong ngày tuổi Nhâm Thân mệnh kim, nên tránh xa những tranh cãi, xô xát. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 3366, màu sắc cát tường là trắng, xanh. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Tý, giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Dậu Kim. Tử vi cho thấy, người tuổi Dậu vướng phải thiên quan nên vận may trong công việc của tuổi Dậu tụt dốc không phanh trong ngày này. Hãy cẩn thận, chậm mà chắc, không hấp tấp đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đây là ngày xấu, kiêng những việc như kiện tụng, tranh chấp, đấu đá nội bộ hoặc tranh chức quyền. Bạn sẽ gặp những bất lợi.
Dẫu mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nên dễ bị phân tâm bởi ngoại cảnh, hiệu suất công việc thấp dẫn đến lương thưởng giảm, tình hình tài chính ở thời điểm này không thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán. May mắn là ngũ hành thủy kim tương sinh giúp tuổi Dậu nhìn thấy tia hy vọng trong đường tình cảm. Con giáp này được gia đình người thương đứng sau hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều, bạn cũng đang mong chờ tin vui nhỏ đang trên đường đến với mình, bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Theo dõi tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, những điều từng khiến cho bạn hạnh phúc nay không còn mang lại niềm vui nữa. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, bạn thấy mông lung mất phương hướng và khó tập trung vào bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, bạn dễ nổi nóng ở những chuyện rất nhỏ vì tâm đang bất ổn. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, thời tiết không chiều lòng người nên tính khí của bạn cũng khó chịu hơn hẳn. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, biết nhẫn nhịn để giành lấy chiến thắng trong công việc. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 30, 91, màu sắc cát tường là nâu, trắng, quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Mão. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Tuất Thổ. Hôm nay tuổi Tuất rất thông minh, bạn nghĩ ra nhiều ý tưởng rất hay ho được mọi người khen thưởng, hưởng ứng. Bạn có đủ thời gian và sự tự do để làm điều mình thích chứ không phải làm theo bất cứ tiêu chuẩn người khác đã đặt ra. Nhờ có chính tài nên tiền bạc của tuổi Tuất cũng khấm khá hơn hẳn, làm ăn có dư, bạn có thể để ra khoản tiết kiệm cho bản thân để dùng tới khi cần. Công việc hiện tại cũng đem tới khá nhiều sự giúp đỡ cho bạn những lúc bí bách, bạn hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân ở thời điểm này. Tình duyên có phần bất ổn do thổ thủy bất dung, bạn nên chú ý đến vẻ đẹp ngoại hình trước khi ra khỏi nhà, nhất là những bạn bị muộn duyên, đừng ăn mặc xuề xòa quá mức. Các bạn trẻ thì nên chỉnh lại cách ăn nói của bản thân, đừng cư xử thô lỗ và thẳng thắn trước mặt người lớn. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, bạn có cơ hội gỡ rối vấn đề, giải phóng suy nghĩ bế tắc dễ dàng và hiệu quả hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, bạn tốn nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện vô nghĩa. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, muốn làm theo ý mình nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép. Tử vi trong ngày tuổi Canh Tuất mệnh kim, bạn đang có trong tay lợi thế công việc mà người khác đang thèm muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, luôn giúp đỡ người khó khăn hơn mình, tính thương người không bỏ được. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 28, 62, màu sắc cát tường là hồng và nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mão. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi Ất Hợi, thiên can Ất Mộc, địa chi Hợi Thủy và mệnh chủ Hợi Thủy. Chính ấn chiếu mệnh nên tuổi Hợi rất nhanh nhẹn và tháo vát, có năng lực cầm quyền trong một tập thể vào ngày này. Bạn có chính kiến, những lời nói và quan điểm của người khác chỉ để lắng nghe và tham khảo, còn cuộc sống của bạn do chính bản thân bạn quyết định và lựa chọn. Tuổi Hợi có khả năng giành thắng lợi trong các cuộc tranh đất đai, giấy tờ, chức quyền. Cứ bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Người làm kinh doanh buôn bán mới chập chững bước vào nghề, hãy chịu khó nói năng khéo léo một chút để kéo khách đến ủng hộ mình về lâu về dài. Chỉ có điều, tâm trạng của tuổi Hợi hơi tiêu cực do ảnh hưởng của tự hình, bạn khó yêu khó chiều hơn mọi ngày, chỉ muốn được một mình, không bị ai quấy rầy. Anh chị em trong nhà dễ bị sứt mẻ tình cảm vì những chuyện lặt vặt, bạn cũng không có ý định nhường nhịn. Theo dõi tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, có thể kiếm được tiền không quá nhiều nhưng đủ để phục vụ bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, thả lỏng bản thân một chút, mọi chuyện sẽ ổn cả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, ngày tốt cho những việc liên quan tới nhà cửa, đất đai. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nếu muốn đưa ra quyết định quan trọng thì nên làm trong ngày này. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, linh cảm của bạn trong ngày rất chuẩn xác.
Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 18, 44, màu sắc cát tường là trắng và đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Dần, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.